người biểu tình Hồng Kông, trụ vững hay xa lầy trong xung đột. Trong tuần qua, giới chung đối đã tận dụng tình hình căng thẳng của đợt biểu tình ở Hồng Kông để công kích chế độ, kêu gọi học tập làm cách mạng đường phố. Nhìn lại, có thể thấy, khi khởi đầu biểu tình vào ngày 6 tháng 6 năm 2019, phong trào ở Hồng Kông chỉ nhắm đến một yêu sách duy nhất, đó là đòi chính quyền thành phố hủy dự luật dẫn độ sau khi chính quyền nhượng bộ bằng cách đình chỉ dự luật vào ngày 15 tháng 6 và tuyên bố rằng dự luật đã chết vào ngày 9 tháng 7. Phong trào tiếp tục biểu tình để đòi thực hiện 5 yêu sách khác, đó là thứ nhất, hoàn toàn rút dự luật khỏi quy trình lập pháp, thứ hai, rút lại tuyên bố rằng phong trào có tính bạo loạn, thứ ba, thả những người biểu tình bị bắt, thứ tư, thành lập ủy ban độc lập để điều tra hành vi bạo lực của cảnh sát khi ngăn biểu tình thứ năm giải tán hội đồng lập pháp và bãi chức đặc khu trưởng hiện tại để bầu lại theo quy trình tự do cũ. Trong nửa đầu tuần qua, phong trào đã tăng độ căng thẳng khi người biểu tình đánh chiếm sân bay quốc tế và kêu gọi đồng loạt rút tiền khỏi ngân hàng, gây đình trệ giao thông và thiệt hại kinh tế. Bên cạnh đó, nhiều người biểu tình cũng bắt đầu vẫy cờ Mỹ đòi giải phóng Hồng Kông, đòi Hồng Kông ly khai khỏi Trung Quốc để đứng về phía thế giới tự do, đòi Anh và Mỹ can thiệp những diễn biến này đã khiến bạo lực gia tăng từ cả hai phía. Với việc cảnh sát bắn mù mắt một người biểu tình, còn người biểu tình bắt giữ, đánh đập và hạ nhục nhiều người bị xem là cảnh sát đại lục trà trộn, dù số này bao gồm cả phóng viên và thường dân. Andy Chan, người đứng đầu Đảng Quốc gia Hồng Kông, chủ trương ly khai, còn xem xét khả năng kêu gọi quốc tế cấm vận Hồng Kông để nếu họ không thể giữ Hồng Kông thì Trung Quốc cũng không thể giữ trong nửa sau của tuần, cả chính quyền Trung Quốc lẫn phong trào biểu tình đều áp dụng những gói giải pháp mới để vượt qua tình thế căng thẳng. Cụ thể, nhà nghiên cứu Adam Lee cho biết, Trung Quốc đang tiến hành một gói giải pháp gồm 6 điểm đối với tầng lớp trên trong xã hội Hồng Kông, họ chủ trương tăng hỗ trợ lực lượng cảnh sát Hồng Kông, lôi kéo giới kinh doanh và tinh hoa Hồng Kông, trừng phạt các doanh nghiệp Hồng Kông ủng hộ biểu tình, hội nhập kinh tế Hồng Kông và kinh tế đại lục Đối với tầng lớp dưới trong xã hội, họ chủ trương xử lý mạnh tay, tăng cường bôi sống người biểu tình, kể cả bằng thông tin không chính xác để lôi kéo sự ủng hộ của cư dân đại lục và quốc tế. Ở phía bên kia, người biểu tình dồn sức làm truyền thông bằng các biểu hiện xin lỗi, các câu chuyện người tốt việc tốt, các poster và ảnh chụp đẹp để gỡ gạc lại uy tín sau những hành động bạo lực của mình. Ngoài ra, họ cũng đề ra một số băng quy như không đánh nhà báo, cứu thương, dân thường, không lạm dụng bạo lực và tra tấn, không chĩa bút laser lung tung trong trường hợp không có cảnh sát. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối lời khuyên của Cố vấn Nhà Trắng rằng ông nên tuyên bố ủng hộ người biểu tình Hồng Kông. Ông Trump chỉ viết Twitter đề nghị gặp riêng ông Tập Cận Bình để bàn về Hồng Kông và nói rằng sẽ không có thỏa thuận thương mại nếu ông tập để vụ thiên an môn tái diễn như vậy dù những người biểu tình hồng kông đang tỏ ra nguy hiểm tương lai của họ lại thực sự khá là u ám vì ba lý do một họ đã thật sự có hành vi và tâm thế bạo động cũng như phá hoại thay vì giữ được sự ôn hòa tỉnh táo ban đầu hai bắc kinh sẽ đẩy các tầng lớp của hồng kông chống lại nhau trong khi không nền dân chủ tư sản nào bền vững nếu thiếu sự ủng hộ của tầng lớp doanh nhân và trí thức ba người biểu tình hồng kông nghĩ rằng thế giới tự do sẽ đứng về phía họ nhưng donald trump thì không lâu nay hồng kông tự định nghĩa mình như một hải cảng một điểm giao lưu văn hóa và một nền dân chủ tư sản cả ba thứ đó đều tồn tại nhờ những hoạt động trao đổi công bằng thay vì nhờ những cuộc xung đột ý thức hệ mang tính duy ý chí hy vọng người hồng kông có đủ tỉnh táo để bảo vệ bản sắc của mình thay vì đánh mất nó trong một trò chơi xung đột mà họ không có cửa thắng được bậc thầy bắc kinh